Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của pháp không nội, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của chân như, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của thánh đế khổ, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của thánh đế tập diệt đạo, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của bốn tịnh lự, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của tám giải thoát, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của bốn niệm trụ, nhưng đối với việc này không chấp trước, tuy thường chỉ rõ tác dụng của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của pháp môn giải thoát không, nhưng đối với việc này không chấp trước. Tuy thường chỉ rõ tác dụng của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của mười địa Bồ Tát, nhưng đối với việc này không chấp trước. Này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tuy thường chỉ rõ tác dụng của năm loại mắt, nhưng đối với việc này không chấp trước. Tuy thường chỉ rõ tác dụng của sáu phép thần thông, nhưng đối với việc này không chấp trước.